được tạo nên bởi những hình khối mạnh mẽ, mẫu nhà cấp 4 toát lên một vẻ đẹp sang trọng, đan xen cùng nét đẹp truyền thống từ những chi tiết tuy đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế. Bao quanh ngôi nhà chính là gam màu sơn vàng nhẹ được kết hợp cùng các đường kẻ chỉ tối màu, hay là sự có mặt của hệ mái thái truyền thống đã tạo nên vẻ đẹp hiện đại, mang đậm phong cách người Việt Nam. Sự kiên cố được toát lên từ những đường nét thiết kế với khả năng sáng tạo và sự biến hóa không ngừng, các khối bê tông thô kệch giờ đây đã mang đầy sự tinh tế. Để tăng thêm nét thẩm mỹ, bên dưới mỗi hệ mái còn có các con sơn giả gỗ kết hợp cùng các ô cửa tròn thông gió, xung quanh được trang trí các gờ phào chỉ nổi bật. Sự xuất hiện của các mảng màu đã khiến vẻ đẹp của ngôi nhà được tăng thêm phần nào. Do có diện tích thiết kế cùng khoảng sân vườn khá rộng, toàn bộ mặt tiền nhà được phô ra lưu giữ những ý đồ của các kiến trúc sư. Tại khu vực trung tâm của mặt tiền là hệ sảnh chính, với thiết kế hệ mái che chữ A độc đáo cùng hệ cột trụ vuông được bố trí khỏe khoắn đã tạo nên điểm nhấn nhá hút mắt của ngôi nhà. Không chỉ vậy, các kiến trúc sư còn đưa ra những chi tiết trang trí nhẹ nhàng trên thân cột, trần hiên bên dưới mái để tăng sự mềm mại cho mỗi thiết kế. Đặc biệt, hệ cửa chính được thiết kế khá lớn với các hoa văn trang trí nổi bật, sự sang trọng từ chất liệu gỗ lim Nam Phi càng làm tôn lên vẻ đẹp cùng sự tinh tế của người thiết kế. Ngoài ra, bên hông ngôi nhà còn được bố trí một khu vực sảnh cà phê thiết kế hệ lam chắn cùng mặt kính che phía bên trên, tạo ra không gian mở vô cùng thoáng mát. Tiến vào bên trong ngôi nhà, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những chi tiết trang trí cùng không gian nội thất, công năng các phòng một cách chi tiết nhất. Đầu tiên phải kể đến đó là không gian phòng khách kết hợp cùng phòng thờ sang trọng có diện tích 30m². Tại nơi đây có một khoảng không rộng rãi, mang lại sự tiện nghi, thoải mái không chỉ cho gia chủ mà cả khách đến chơi nhà. Liên thông với phòng khách chính là khu vực sinh hoạt chung của cả gia đình với diện tích 15m². Bên cạnh đó là không gian phòng bếp cùng với bàn ăn có diện tích 22m² cùng hai phòng ngủ được phân chia tại các khu vực khác của ngôi nhà có diện tích lần lượt là 15m² và 16m². Cũng không thể thiếu đó chính là hai nhà vệ sinh, một nhà vệ sinh chung và một vệ sinh riêng. Tại một phòng ngủ còn có lối đi ra hiên hóng mát vô cùng tiện lợi. Toàn bộ không gian sinh hoạt được diễn ra trong một ngôi nhà tràn ngập sự ấm cúng. Vừa rồi thì chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn mẫu thiết kế nhà cấp 4 vô cùng độc đáo kết hợp cùng không gian sân vườn thoáng mát. Nếu như các bạn quan tâm hay có mong muốn được chỉnh sửa mẫu thiết kế mà chúng tôi đưa ra, cũng như thiết kế một mẫu bản vẽ riêng cho ngôi nhà của mình, thì hãy liên hệ ngay tới hotline 0989 222 620 để được tư vấn hỗ trợ kịp thời nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!